Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu samma sambun ta sa. Thưa quý vị, trong cái bài kinh Thí dụ con rắn, Đức Phật có nói giống như là một người bắt rắn. Thì có người đó, họ bắt cái đuôi con rắn hoặc họ bắt ngay giữa thân con rắn thì họ sẽ bị con rắn nó cắn. Cũng như vậy đó, có một số người họ học đạo nhưng mà họ không có học tới nơi tới chốn. Họ không có để ý tìm hiểu cái nghĩa lý sâu xa của những cái lời dạy Đức Thế Tôn. Họ không có để ý đến cái việc tu tập, thực hành để đưa đến cái đạo quả giải thoát. Cho nên dẫn đến một hệ quả là cuối cùng họ học đạo chỉ để họ tìm lỗi người khác. Có nghĩa là để xem coi người khác làm đúng hay làm sai. Mà chủ yếu là họ tìm lỗi là nhiều. Cái thứ hai đó là họ học đạo chỉ để họ tranh luận, để cho những cái cuộc tranh cãi biện luận mà nó không dẫn tới đâu hết. Thì quý vị thấy cái loại người này rất là nhiều. Cái người đó họ không học đạo đó, họ không biết gì đã đành rồi. Còn cái người học đạo mà học theo cái kiểu bắt rắn như thế này đó, là Đức Phật nói họ chỉ đưa đến cái kết quả khổ đau thôi. Và cho dù họ học có bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng không mang lại lợi lạc gì cho chính mình và cho người khác. Còn cái cách bắt rắn thứ hai đó là nó giống như một người khi họ bắt rắn thì họ bắt ngay đầu của con rắn. Thì như vậy đó, con rắn nó không thể cắn được. Cho dù cái đuôi của nó có quấn quanh người này như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể làm cho người này bị thương tổn. Cũng như vậy có những người khi họ học đạo, họ để tâm, lắng nghe, rồi có cái lòng thực hành giáo pháp, đưa đến cái lợi lạc, tu hành giải thoát cho chính mình. Thì những người như vậy đó, mới là những người thâm nhập được, hiểu được, nếm trải được cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Quý vị biết là trong cái quá trình mà dạy cái lớp này đó, sư chủ yếu là cung cấp cho quý vị những kiến thức, cung cấp cho quý vị những kỹ năng, và những cái khả năng hành trì thực tu để có thể đạt tới cái sự thực chứng, mang lại lợi ích cho chính mình. Chứ không có dạy những cái mà nó cao siêu mà quý vị không có xài tới. Thì sư không chủ trương cái chuyện đó. Cho nên sư mong là khi mà quý vị học pháp và hành pháp thì đều bằng một cái tâm lý là để lợi ích cho mình, để đưa đến cái sự thực hành của mình, để đưa đến cái sự giải thoát và hạnh phúc cho chính bản thân mình. Hơn là mình học pháp để rồi đó, mình chỉ đưa đến cái sự tranh luận, hoặc là mình nhìn lỗi người này, nhìn lỗi người kia, thì đó là cái điều không nên. Cái này là có trong bài kinh thí dụ về con rắn, chứ không phải là do tự sư chế ra mà sư nói với quý vị. Thì quý vị biết là tuần vừa rồi đó thì sư đã nói sơ qua về sơ thiền. Thì đương nhiên cái này chỉ nói trên lý thuyết thôi, chứ ở đây chưa có ai chứng sơ thiền hết. Nhưng mà có những cái đặc điểm của sơ thiền mà chúng ta có thể áp dụng. Ví dụ như khi mà chúng ta hành thiền đó, nó sẽ có một cái giai đoạn mà mình thấy là cái việc hành thiền của mình nó tiến triển rất là tốt. Cái sự tập trung của mình rất là tốt, nó không bị phân tâm. Và mình có thể hành một cái khoảng thời gian nó dài hơn bình thường, nó tốt hơn bình thường, nó an lạc hơn bình thường. Thì trong Thánh Tịnh Đạo nói là quý vị hãy ghi nhớ, nhớ lại coi do đâu mà mình được như vậy. Ví dụ, ngày hôm đó mình đã ăn những thứ gì? Ngày hôm đó mình đã sinh hoạt ra làm sao? Ngày hôm đó thậm chí là mình có vệ sinh cá nhân hay không? Rồi mình hành thiền với cái oai nghi nào, lúc đó là đang đi, đứng, nằm hay ngồi.
những cái chuẩn bị tâm lý chi ly ở trong cái ngày hôm đó đó, quý vị ráng ghi nhớ lại, ghi nhớ lại, để lần sau đó khi mà chúng ta tiếp tục hành thiền đó, ráng làm sao để được, cũng đã đạt được những cái điều kiện như vậy. Có nghĩa là nếu như chúng ta thấy khi mà mình ăn cái loại thực phẩm này thì nó tốt cho thân, và khi cái thân nó tốt á thì cái tâm nó được yên, thì quý vị ghi nhớ cái loại thực phẩm đó để trong suốt cái quá trình hành thiền mình nên ưu tiên sử dụng. Hoặc là mình để ý coi, ví dụ như cái oai nghi đứng, ví dụ như đứng thiền mình thấy nó thoải mái, hoặc là mình đi thiền mình thấy nó thoải mái, hoặc khi mình ngồi thiền mà ngồi ở một cái tư thế mà mình cảm thấy là cái tư thế này nó khiến cho mình thoải mái và có thể hành thiền tốt hơn, thì ghi nhớ cái tư thế đó, lần sau mình tiếp tục sử dụng cái tư thế này. Cái này nó rất quan trọng, bởi vì đó, nhiều người họ hành thiền nhưng mà suốt cái quá trình hành thiền của họ đó, lúc thì lui, lúc thì sụp, lúc thì hành thiền rất là tốt, còn lúc đó, thì hành thiền rất là dở. Và như vậy đó, họ không nắm được cái kỹ thuật, họ không nắm được cái kỹ thuật khi hành thiền. Nên nhớ, khi mà chúng ta đạt được một cái buổi thiền nó tốt á, nên lưu ý những cái điều kiện đi kèm trong cái ngày hôm đó, những cái điều kiện nào, những lần sau mình thử lặp lại những điều kiện đó, xem coi đây có phải là điều kiện hỗ trợ cho cái việc hành thiền của mình hay không. Nếu như có thì chúng ta ráng làm sao đó để được những cái điều kiện hỗ trợ đó, nhờ như vậy chúng ta có thể hành thiền tốt. Nó giống như Đức Phật ví dụ như là một cái người đầu bếp đó, mà khi họ nấu ăn, ví dụ như bây giờ quý vị về nấu ăn cho gia đình, mà quý vị mình nấu cái món gì đó mà mình thường hay để ý coi là người nhà mình ăn có ngon hay không, có thích hay không, để ý coi cái món mà cái nêm nếm gia vị kiểu như vậy thì người nhà mình có khoái khẩu hay không. Và thường những người mà nấu ăn làm bếp đó, quý nội trợ đó, thì sẽ thường ghi nhớ cái đó, rồi lần sau vào những cái dịp nào đó mình thường mình sẽ tiếp tục làm những cái món đó, tiếp tục làm những cái khẩu vị đó để phục vụ cho gia đình. Cũng như vậy, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta lưu ý đến những cái trạng thái nào, những cái điều kiện hỗ trợ nào giúp cho cái việc hành thiền của chúng ta được tốt nhất, thì lần sau chúng ta ráng để có được những cái điều kiện đó. Nhưng mà đương nhiên nó không phải là mình không có thì không hành thiền. Nhớ ha, nó là những cái điều kiện hỗ trợ, có thì tốt, nhưng mà không có thì vẫn ráng làm sao đó với trong cái khả năng của mình. Chứ không phải là nói ví dụ như tôi ăn cái món canh chua thì tôi hành thiền nó tốt, rồi hôm nay không có canh chua là tôi khỏi hành thiền, cái chuyện đó không nên. Nhớ như vậy. Và ở trong đây đó, Đức Phật nói là cũng thế này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo khôn ngoan, thiện xảo, trú quán thân trên thân, quán cảm thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán các pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đó, tâm của vị đó được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận, vị ấy học được tướng ấy, rồi vị tỳ kheo khôn ngoan thiện xảo ấy được hưởng các hiện tại lạc trú, được hưởng với chánh niệm tỉnh giác. Vì sao? Vì vị tỳ kheo ấy học được, vị tỳ kheo ấy thiện xảo về tướng, học được tướng của tâm mình. Có nghĩa là mình hiểu cái điều kiện nào giúp cho mình hành thiền tốt, điều kiện nào nó ảnh hưởng tới cái việc hành thiền của mình, và trong suốt quá trình của mình, mình bắt đầu mình thay đổi. Ví dụ như khi mà chúng ta hành thiền, thường mình để ý coi, nếu như ngày hôm đó mà mình coi tivi là chắc chắn tới hồi mà mình hành thiền là ba cái tiết mục ở trong tivi nó bắt đầu là nó vọng ra để cho mình coi lại, coi một lần rồi coi lại thêm lần nữa. Hoặc ngày hôm đó mà mình có một cái cảm xúc gì nó đặc biệt, gặp một người nào đó hoặc là họ nói một câu nào đó, thì có khi mình hành thiền những cái câu nói đó, những con người đó, những cảm xúc đó nó bắt đầu nó rội trở lại. Và khi đó mình không có hành thiền an ổn được. Cái quá trình hành thiền là một quá trình hoàn thiện bản thân, hoàn thiện của mình. Cho nên khi mà mình nhận thấy những cái vấn đề đó nó trực tiếp ảnh hưởng đến
cái tâm của mình khi mà mình hành thiền ấy, thì lần sau phải tránh nó đi. Phải tránh nó đi. Chứ còn mình nói là, sư ví dụ, đã biết Đao Bao Tử là không ăn đồ cay được, mà cứ thích ăn đồ cay, thì cái đó không ai cứu. Bác sĩ cũng bó tay. Cũng như vậy, mình đã biết là khi mình hành thiền thì những cái này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mình, nó sẽ khiến cho mình không có hành thiền tốt được, thì mình bắt buộc mình phải tránh nó đi. Phải tránh nó đi. Chứ còn nếu như mình nói là tôi biết là coi phim là nó ảnh hưởng tới hành thiền, nhưng mà phim nó hay quá, thì cái đó không ai cứu gì được hết. Tự mình phải chịu trách nhiệm với mình. Cũng tương tự như vậy, khi mà mình biết là mình sống như thế này, mình có những cái hành động như thế này, mình làm việc những cái việc làm như thế này, mình có những cái sự chuẩn bị như thế này, thì trong cái ngày hôm đó mình hành thiền được tốt. Thì như vậy chúng ta phải tiếp tục duy trì và phát triển những cái điều kiện đó lên. Nhớ ha. Và quý vị nhớ nè, nếu như mà mình không có chế ngự được năm cái chuyện cái đó, mà nếu như mà có một cái giây phút nào đó mà mình đắc định được, mình có thể chứng đắc sơ thiền ấy, thì chúng ta rớt sơ thiền ngay lập tức. Có nghĩa là vừa chứng xong là rớt luôn, không có trụ lại được ở trong sơ thiền. Cho nên sư vẫn khuyên quý vị là thay vì mình chú tâm đến những cái chi thiền, những cái thiền chi đó, để mình phát triển lên để đạt được sơ thiền, thì tốt nhất là nên chú tâm vào cái đề mục thiền của mình. Cái sơ tướng của quý vị, cái nimitta đó, ví dụ như cái kasina trắng, tiếp tục tập trung vào đề mục thiền. Khi đó làm suốt một cái, khi chúng ta tập trung vào đề mục thiền đó, là một cái quá trình mà chúng ta xử lý những cái chuyện cái. Chúng ta sẽ đối diện với tham nè, với sân nè, với hôn trầm nè, với hoài nghi nè, rồi với cái sự trạo cử nè. Chúng ta sẽ đối diện trực tiếp với nó, và bằng cái việc tập trung vào cái đề mục thiền, chúng ta vượt qua năm cái chuyện cái. Và khi mà đè được năm cái chuyện cái, mình đè được triệt để đó, là mình bắt đầu bước chân vào cận định, và vẫn tiếp tục tập trung vào đề mục thiền, thì chúng ta có cơ hội bước chân vào sơ thiền. Chứ còn nếu như mình không có coi trọng năm truyền, tham vẫn cứ tham, sân vẫn cứ sân, rồi cứ trạo cử, cứ hôn trầm, rồi cứ hoài nghi, đủ thứ trên trời dưới đất hết. Nếu như trong một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, quý vị có thể chứng được sơ thiền, thì ngay lập tức mình sẽ bị mất. Không trụ được, không trụ được. Nó giống như một nhà vua đó, cái này trong Thanh Tịnh Đạo, ví dụ giống như một nhà vua đó, mà vô tình bước vào một cái khu vườn mà nó dơ bẩn, không có cái gì đáng để nhìn hết, thì tự nhiên ông ta bước ra ngay lập tức. Không có lý do gì để nhà vua tiếp tục ở trong cái khu vườn đó. Nhớ ha. Cho nên thay vì đó, mình nghĩ là mình tu làm sao để cho tôi chứng sơ thiền, thì cái cách tốt nhất là quý vị vẫn tiếp tục tập trung vào cái đề mục thiền của quý vị, vượt qua năm cái chuyện cái, đến cái lúc thích hợp, khi cái định, cái niệm của mình nó tăng trưởng, cái chuyện chứng sơ thiền là cái chuyện tự nhiên. Giống như nước chảy thành sông, nước cứ nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt, từng giọt, từng giọt, thì tự nhiên nó tích đầy, nó sẽ tràn ra. Mình không cần quan tâm là chừng nào tôi chứng sơ thiền. Nhớ ha. Cái này là bệnh của rất nhiều người. Tu ở Việt Nam có, chạy qua Miến tu có, chạy qua Thái tu có, tu làm sao đó mà về cứ nói tôi chứng thiền này chứng thiền kia không à. Cẩn thận. Rồi cái nữa đó, cái này thì nói hơi xa một tí xíu ha, hơi xa một tí xíu. Là trong trường hợp mà chúng ta chứng sơ thiền, khi mà mình chứng sơ thiền được trong cái đề mục Kasina, ví dụ như đề mục Kasina trắng, thì cái việc tiếp theo mà chúng ta làm không phải là nhảy lên nhị thiền, mà đó là chúng ta củng cố cái sơ thiền, và chúng ta thử mở rộng cái tướng ra,
mở rộng cái tướng ra. Ví dụ như cái nimitta của mình á, cái quan tướng, cái nimitta đó, nó ban đầu sẽ nói bao nhiêu, 1 gang và 4 ngón tay, đúng không? 1 gang và 4 ngón tay, thì chúng ta thử nới rộng cái tướng đó ra, nới cái tướng đó ra thêm cỡ 1 ngón tay nữa, thêm cân khúc, nới ra thêm khúc, thử nới nó ra. Nếu như mà mình nới rộng cái tướng nó ra đó mà nó bị, nó không có vững á, nó bị mất, thì quay trở lại, quay trở lại cái tướng cũ. Và khi mà cái tướng đó nó ổn định rồi đó, mình lại thử mình nới ra nữa. Có người thì họ thích nới lên trên, có người họ thích nới xuống dưới, có người thì họ thích nới ra xung quanh, không sao hết. Cái quan trọng là mình thử mình nới từng chút, từng chút, từng chút một. Rồi khi mà mình đến cuối cùng á, mình có thể nới ra toàn bộ 10 phương. Có nghĩa là xung quanh của mình là mình chìm đắm trong luôn cả cái nimitta, chìm đắm ở trong cái tướng đó luôn, chìm đắm trong cái định về cái kasina đó. Ví dụ như mình mở rộng cái kasina trắng về hết 10 phương, thì khi đó mình giống như là sống trong một cái thế giới toàn là màu trắng. Thì khi đó, đó hành giả đó, khi mà thoát thiền ra đó, thì vị đó có thể tập trung và tạo ra ánh sáng. Rồi ví dụ như ở địa mục đất, vị đó nới cái tướng đất ra, nới ra tất cả, nới rộng ra, thì khi đó, đó cái thế giới của vị đó là cái thế giới của đất. Vị đó nhìn đâu cũng là đất hết. Và khi đó vị đó, nếu muốn, vị đó có thể biến hư không thành đất đối với chính vị đó, và vị đó có thể bước đi trên hư không. Nhưng mà đương nhiên sơ thiền không làm được chuyện đó đâu. Sơ thiền cái định còn yếu lắm. Nó phải tới ít nhất là tứ thiền trong 4 thiền, hoặc là tới ngũ thiền ở trong 5 thiền. Thì mình mới làm được chuyện đó. Rồi, cái nữa đó, là một số người hỏi là khi mà chứng sơ thiền rồi đó, thì làm sao biết mình chứng sơ thiền? Sư xin thưa là trong sơ thiền á, nó diệt trừ 5 cái truyền cái, trong đó có hoài nghi truyền cái. Khi chứng sơ thiền tự nhiên mình biết mình chứng sơ thiền. Giống như mình nói là ăn làm sao biết no, tới hồi nó no tự nhiên quý vị biết thôi chứ. Chứ mình không thể nào nói là ăn 3 chén, ăn 4 chén nó no, không. Cái cảm giác no đó tự nhiên quý vị ăn, quý vị biết. Rồi đó, có nhiều người họ rất là vội vã, họ quan sát các cái thiền chi. Trong khi đó đó, trong thanh tịnh đạo thì khuyên là khi mà mình, ngay cả khi một người chứng sơ thiền, không nên vội vã quan sát các thiền chi. Bởi vì nếu mà mình quan sát các thiền chi thường xuyên, nó sẽ làm cho các thiền chi của mình nó bị yếu. Và khi đó vị đó không thể lên nhị thiền được. Cái nhiệm vụ của mình, cho dù mình có chứng sơ thiền đi chăng nữa, vẫn cứ tiếp tục tập trung vào địa mục thiền. Vì sao? Tâm một lúc nó chỉ bắt được có một cảnh. Nhớ, tâm một lúc chỉ bắt được có một cảnh. Nếu như tâm của mình không đặt ở trên cái tướng của sơ thiền, mà mình lo, mình chạy đi, mình quan sát các thiền chi, là mình khiến cho cái định của mình nó không có ổn định. Đức Phật nói, cũng giống như một cái con bò ở trên một cái dốc núi, dốc đứng, nó muốn đi tới uống nước, nó muốn đi tới ăn cỏ, nhưng mà nó bước chân chưa có vững, chân trước đi chưa có vững mà chân sau đã lo rút lên rồi, thì khi đó con bò nó sẽ té. Như vậy đó, chẳng những nó đứng không được, nó cũng không có ăn được, nó cũng không có uống gì được hết. Sư ví dụ cũng như mình, khi mà chúng ta đi, quý vị biết là một anh võ sư mà anh đi, đi trên cái mặt đường nó trơn, nó sẽ khác với một cái người bình thường mà đi trên mặt đường trơn. Tại vì anh võ sư khi anh đi trên mặt đường trơn thì cái chân trụ của anh, anh vẫn cứ đứng ở trên cái mặt đường đó. Mà khi anh bước đi, cái chân của anh vẫn tiếp tục trụ trên cái mặt đó. Chừng nào mà anh nhắm cái chân anh bước tới đó, cái chân đó nó vững rồi, anh mới rút cái chân sau lên. Cái chân trước nó phải vững, ảnh mới rút chân sau lên. Còn mình là mình rất là vội.
Mình đi, khi mình bước đi á, là mình đặt hết trọng tâm về cái chân ở đằng trước. Cái chân mình bước á, mình đặt hết trọng tâm vô lên cái chân đó. Cho nên chỉ cần mà mình trượt chân cái là mình té. Còn cái anh mà anh học võ đó, thì anh không làm chuyện đó. Anh đặt cái trọng tâm ở cái chân sau. Và khi nào cái chân trước nó vững rồi, anh mới dồn cái trọng tâm lên chân trước và anh rút chân. Cũng như vậy đó. Đối với một người mà họ chưa có rành rẽ về sơ thiền, mà họ cứ vội vã nhảy lên nhị thiền bằng cái cách bỏ tầm bỏ tứ, thì cái người như vậy chẳng những họ không đạt được nhị thiền mà họ mất luôn cả sơ thiền. Cái này rất quan trọng nha. Mặc dù mình biết có thể là chắc mình không tới cái mức sơ thiền đâu, nhưng mà cái kiến thức này quý vị phải biết. Biết ở đây là để sau này mình tới mình xài, chứ không phải là biết để mình ra mình tán dóc với người ta. Và để cho những người bạn đạo của mình tu mà tu nó bị lệch, mình có cách mình hướng dẫn. Có nghĩa là anh lên sơ thiền anh khoan, anh lo anh tính lên tới nhị thiền xa lắm. Mà Thanh Tịnh Đạo khuyên mọi người đó, chúng ta phải làm chủ cái sơ thiền. Làm chủ bằng cách nào? Làm chủ bằng cách mình có thể nhập thiền lúc nào cũng được. Mình có thể trú thiền bao lâu cũng được. Mình muốn xuất thiền lúc nào cũng được. Có nghĩa là tôi muốn nhập sơ thiền bất kỳ lúc nào, bất kỳ một tư thế nào, bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, tôi đều có thể nhập thiền được hết. Và nếu như tôi muốn nhập thiền trong 3 giây, trong 3 phút, trong 3 tiếng, trong 3 ngày, tôi vẫn có thể nhập được ở trong cái khoảng thời gian đó. Chứ không phải là như hôm bữa, lâu rồi sư có nghe nói một người, họ nói là sao mà con chú trong tứ thiền mà con ráng con chú trong 2 tiếng, nhưng mà bây giờ con ráng làm sao đó con chú tứ thiền lên 4 tiếng, chứ còn 2 tiếng nhiều lúc nó cũng kẹt quá, ngồi cũng không có được như ý. Thì sư biết là vị này tu sai. Tại vì ngay từ sơ thiền á, mình phải học cái cách làm chủ cái sơ thiền. Có nghĩa là muốn nhập thiền lúc nào thì nhập. Nhập ở tư thế nào cũng được, nhập vào thời điểm nào cũng được, và trú bao lâu cũng được. Đó là cái quan trọng. Giống như bà Upalawana đó, ngay khi mà cái anh đàn ông mà ảnh ôm bà đó, là ngay lập tức bà nhập vào diệt thọ tưởng định ngay lập tức. Mình phải có cái khả năng đó. Hoặc là ví dụ như mình đang đi, đang đi đó, nhưng mà nếu như mình muốn nhập sơ thiền, mình có thể nhập được sơ thiền. Hôm nay mình ngồi, ví dụ như nghỉ giữa trưa, nghỉ trưa 1 tiếng đồng hồ, mình có thể tự xác định cho mình là mình sẽ nhập sơ thiền trong 1 tiếng đồng hồ. Và khi đó chúng ta nhập vào sơ thiền hết 1 tiếng, tự mình thoát ra. Phải làm được chuyện đó. Phải làm được chuyện đó rồi mới tính tới cái chuyện mà lên nhị thiền. Trong khi đó nhiều người tu rất là vội vã, và sư thấy là đi có vẻ như là đi lạc đường. Thì uổng lắm quý vị, uổng. Thì đó, từ cái định cận hành, có nghĩa là cái cận định á, cho tới cái, thì cái cận định nó còn có cái khổ thân. Mặc dù mình nói là cái dòng chảy của cái tâm định của mình á, là nó không còn những cái vọng tưởng nữa. Khi mà mình đạt được cận định á, là mình không còn vọng tưởng nha quý vị. Rơi vào tâm hữu phần thì có, chứ còn không còn vọng tưởng. Nhưng mà mình còn khổ thân. Còn cái ưu á, do đâu? Ví dụ như ngồi đau chân, hoặc là cái tư thế ngồi nó không có thoải mái, hoặc là mũi nó làm phiền, thì nó cũng còn ưu. Còn ưu cái chỗ đó. Nhưng mà lên nhị thì lên sơ thiền thì không còn. Nhưng mà sơ thiền á, thì nó vẫn còn cái khuyết điểm là nhiều lúc cái thân nó còn mệt mỏi và cái tâm nó còn mệt mỏi. Cho nên đối với hành giả mà đạt được sơ thiền á, thì vì đó quán xét là sơ thiền nó còn thấp,
Và vị đó sau khi mà vững sơ thiền, vị đó bắt đầu tiến lên nhị thiền. Và khi mà còn nhị thiền ấy, thì bỏ tầm bỏ tứ, lên tam thiền thì bỏ hỷ, lên tứ thiền thì bỏ lạc, chỉ trú xả thôi. Lên tứ thiền chỉ còn trú xả thôi. Nhưng mà ở đây thì sư không nói rõ về nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bởi vì sao? Chừng nào mình lên tới đó không tính. Bây giờ nói trước thì chẳng qua là mình tán dóc với nhau chơi cho vui, chứ còn nó không có nhiều tác dụng trong cái quá trình tu tập. Và sư cũng nghĩ là nếu như quý vị học bây giờ đó thì mình cũng quên hết trơn. Thôi thì chừng nào mình đạt được tới đó rồi tính. Cho nên bây giờ đó mình chỉ cần biết đến cái bước sơ thiền là đủ rồi. Và như vậy là xem như á, cái casino trắng của mình á, là xong. Thì bây giờ để mà hoàn tất luôn thì sư sẽ hướng dẫn quý vị là chính cái casino còn lại, chính cái này chỉ là tóm tắt thôi, chứ nó cũng không phải là tất cả ha, tóm tắt thôi. Tại vì mình đã biết là một cái casino như thế nào, tu tập một cái casino như thế nào, cho nên là bây giờ chính cái còn lại thì nó rất là đơn giản. Ví dụ như casino đất thì mình nên tìm một cái dĩa đó, nếu mà mình muốn làm cái loại mà có thể đi tới đi lui được á, đem tới chỗ này chỗ kia được, thì mình có thể làm ở trên một cái dĩa cũng một gang bốn ngón tay, tránh bốn màu xanh vàng đỏ trắng. Bởi vì sao? Nó sẽ lộn qua cái casino màu, cho nên tránh bốn cái màu này. Rồi vì đó là casino đất cho nên mình phải để nó ở trên mặt đất. Phải để trên mặt đất, rồi mình bắt đầu mình nhìn vô đó, mình niệm đất 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 đất, cứ như vậy. Y như cái xin lá trắng mình niệm trắng, thì bây giờ qua đất thì mình niệm đất. Nhưng mà nhớ cái miếng đất đó đó nên để ở một nơi vắng người qua lại, chứ không phải mình để cái chỗ mà người đi tới đi lui đi tới đi lui thì mình sẽ dễ bị phân tâm. Rồi cái casino đất á, còn một điểm nữa là khi mà mình làm casino đất là mình phải làm sạch ba cái cỏ rác ở trên đó. À, rồi nếu như mà cần thiết thì mình có thể lấy cái bay á, mà bay bằng gỗ á, để mà làm cho nó cái bề mặt của nó được phẳng. Đừng có lấy cái bay bằng kim loại nha, tại vì Thanh Tịnh Đạo nói là cái bay bằng kim loại đó nó sẽ làm cho cái đất mình nó bị biến màu, thì không nên. Nên làm cái bay bằng gỗ. Rồi tiếp theo là cái casino nước. Casino nước á, thì đối với những ai mà có đã từng tu tập casino nước từ kiếp trước, thì kiếp này họ chỉ việc nhìn vào biển nè, nhìn vào ao, nhìn hồ hoặc nhìn vào giếng, họ niệm nước 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 là tự nhiên họ có thể chứng đắc. Còn mình á, cái hàng sơ cơ mà mình muốn tập casino nước á, thì chuẩn bị một cái lu hoặc cái vật chứa nó cao khoảng 4 gang tay. Để chi? Để nước có cái độ sâu. Nước có cái độ sâu cao khoảng 4 gang tay. Và cái bề mặt cái vòng tròn của cái casino nước á, thì nó cũng 1 gang 4 ngón. Và nước thì mình phải đổ đầy. Đổ đầy cho nó ngang cái mặt lu luôn, mặt cái vật đựng á. Thì nên nhớ là cho dù là casino đất hay là casino nước thì cũng không được để ý tới cái màu sắc của nó. Nhớ ha, không được để ý tới màu sắc của nó. Cũng như không được để ý tới cái tính chất cứng mềm của casino. Ví dụ như đất, tính chất của nó là cứng. Nước, tính chất của nó là mềm. Nhưng mà mình không nên để ý của nó. Mình chỉ để ý trên cái khái niệm đất. Ví dụ như casino đất thì mình để ý trên cái khái niệm đất. Gió, ý là nước thì mình để ý trên cái khái niệm nước. Cái khái niệm là gì thì khi mà quý vị hành thiền casino trắng thì quý vị đã hiểu cái khái niệm nó là cái gì. Ví dụ như nói cái khái niệm về màu trắng, cái màu trắng trên khái niệm là quý vị tự nhiên quý vị biết, chứ nó không còn là một cái hình tròn màu trắng như mình vẫn nhìn thấy nữa. Mình hiểu được cái màu trắng trên khái niệm nó là cái gì thì cái đất cũng như vậy và cái nước nó cũng như vậy. Rồi casino lửa đó thì được thực hành bằng cách là mình dùng một cái tấm vải hoặc là một cái tấm da, là mình khoét một cái lỗ tròn cũng một gang bốn ngón,
khoét một cái lỗ tròn, rồi ở đằng trước á thì mình đốt một cái đống lửa. Để chi? Để khi mình nhìn qua thì mình thấy lửa thông qua cái casino đó. Và cũng như vậy, mình sẽ không có để ý tới cái màu sắc và cái đặc tính của lửa là nóng, không có để ý tới nó. Mình chỉ chú ý cái ngọn lửa trên cái khái niệm đó thôi. Rồi còn cái casino gió đó, thì mình lại tập trung vào cái sự chuyển động của gió. Ví dụ như mình để ý, ví dụ như người nữ mà có tóc dài đó, thì mình để ý là gió nó thổi, nó làm cho cái tóc mình nó đung đưa. Thì mình tập trung vào đó, mình thấy là gió, mình niệm gió, 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 gió. Hoặc mình để ý gió mà nó thổi qua cái màn cửa đó, thì nó sẽ làm cho những cái tấm rèm cửa nó động đậy, và mình niệm gió, 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 gió. Có nghĩa là mình chú ý đến cái sự chuyển động của gió và mình niệm gió. Rồi thì bốn cái casino đất, nước, lửa, gió. Thì casino đất á, nếu như mà khi mà mình casino đất, nó là cái điều kiện cơ bản để cho những cái loại thần thông như là bước đi trên hư không nè, như là bước đi trên mặt nước nè, hoặc là phân thân, ví dụ như là biến hiện ra nhiều thân. Rồi casino nước thì nó là nền tảng cho những cái thần thông như là lặn được ở dưới mặt đất, có là chìm xuống dưới mặt đất. Rồi hoặc là mình tạo ra nước, ví dụ tạo ra những cơn mưa, thì nó cũng là nền tảng của casino nước. Rồi casino lửa thì nó là nền tảng cho những cái thần thông tạo ra lửa. Ví dụ như mình cần đốt một cái vật gì đó, ví chẳng hạn như một người đó mà họ dùng cái đề mục lửa, cái đề mục lửa đó để mà họ biến hiện thần thông đó, thì có thể làm một việc là đặt một cái đống rơm, lót cái y ở dưới, đốt cháy đống rơm mà cái y không bị cháy. Có nghĩa là muốn đốt cái gì thì đốt cái đó thôi, không có đốt cái khác. Rồi casino gió là nền tảng cho cái thần thông là có thể bay được, hoặc là nền tảng cho cái thần thông là có thể làm cho những cái công trình nó bị rung động. Ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên, khi Ngài bước lên trên cung trời Đao Lợi, đứng trước cái lâu đài của Đế Thích, thì Ngài dùng cái ngón chân của Ngài, Ngài đụng nhẹ vô cái lâu đài Đế Thích, thì cái lâu đài nó rung lắc dữ dội. Thì sau này có một vị Sa Di, thì vị này lên cũng làm thử cái chuyện đó, nhưng mà lâu đài nó không có rung động gì hết. Thì quay trở về hỏi sư phụ, thì sư phụ mới nói: con có thấy cái miếng phân bò mà nó nổi trên mặt nước không? Thì đệ tử nói: dạ con biết, con hiểu rồi. Thì vị Sa Di này quay trở lại cái lâu đài Đế Thích và bắt đầu quán tưởng cái mặt đất mà ở trên lâu đài đó bị đó nhập vô đề mục nước, và bị đó quán tưởng là cái lâu đài đó đang ở trên mặt nước. Và khi đó vị Sa Di chỉ việc đụng cái ngón chân lên lâu đài là lâu đài nó rung rinh. Rồi tiếp theo á là cái đề mục ánh sáng. Thì cái đề mục ánh sáng nó có một cái đặc điểm là như vậy nè. Hồi xưa thì các vị có thể làm một cái hũ, khoé một cái lỗ, rồi đốt đèn ở trong đó, đốt lửa ở trong đó. Thì cái ánh sáng nó thông qua cái lỗ đó, nó sẽ rọi lên cái tường hoặc rọi trơ lên cái bức vách. Nó sẽ thành một cái ánh sáng tròn. Và vì đó nhìn lên trên đó, vì đó niệm là sáng, 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 hoặc là ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng. Nhưng mà bây giờ thì mình có cái tiện hơn là mình có thể dùng cái đèn pin đó quý vị. Mình có thể dùng cái đèn pin, mình rọi lên trên bức tường. Và mình nhìn vào đó, mình niệm ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng. Thì cái casino ánh sáng á, nó có một cái lợi điểm cũng giống như là casino trắng, có nghĩa là nó giúp cho mình không có bị hôn trầm. Tại vì khi mình tập trung vào ánh sáng á, thì mình sẽ thoát được cái hôn trầm, nó cũng rất là tốt. Và cái casino ánh sáng thì là nó là nền tảng cho những cái thần thông biến hiện với ánh sáng. Rồi casino hư không.
cái xá hư không này đó, thì vị này lại dùng một cái lỗ hổng, có thể là dùng một cái bức tường, một cái tấm ván hoặc một cái tấm vải nào đó, thì cũng khoét một cái lỗ, cũng một gang bốn ngón. Rồi nhìn vào cái khoảng hư không ở trong cái lỗ đó, và vị này niệm là hư không, hư không, hư không, hư không, hư không. Và cái cách ná hư không này đó, nó là nền tảng cho những cái loại thần thông đi xuyên tường. Nhưng mà có một cái đặc điểm như vậy nè, là cái xá ná hư không á, thì cái nimitta của nó, cái tướng của nó mình không có mở rộng được. Ví dụ như những cái xá ná khác đó, như nãy sư nói đó, là chúng ta có thể mở rộng cái tướng của nó, mở rộng ra một ngón tay, rồi hai ngón tay, rồi ba ngón tay, rồi một gan tay, hai gan tay, ba gan tay. Nhưng mà viên cái xá ná hư không thì mình không có mở rộng tướng ra được. Rồi tiếp theo là những cái xá ná màu thì nó cũng tương tự như vậy. Tại vì chúng ta đã biết cái xá ná trắng rồi, thì bây giờ khi mà chuyển qua cái xá ná màu khác, ví dụ như là xanh nè, vàng, đỏ, thì chúng ta chỉ việc đổi cái màu của nó thôi, đổi từ màu trắng qua màu xanh, rồi đổi qua màu vàng, đổi qua màu đỏ. Thì cái xá ná trắng á, nó là nền tảng cho những cái thần thông tạo ánh sáng, hoặc là nền tảng cho những thần thông làm nền cho thiên nhãn. Thường thì mình thích những cái loại thần thông như là mình khả năng đọc tâm, đọc tâm của người khác á, có nghĩa là mình biết được người ta đang suy nghĩ cái gì. Và để luyện được cái thần thông này thì đầu tiên là vì đó phải luyện cái thiên nhãn trước, có nghĩa là phải có cái thiên nhãn thông để nhìn thấy cái màu sắc mà mình gọi là cái hào quang trên một người đó, cái màu sắc, những cái sắc trên cái người đó. Và để luyện được cái thiên nhãn thì vị này bắt buộc phải học cái ca xí ná trắng. Rồi cái xí ná xanh á, xanh ở đây là màu xanh lá cây ha, chứ không phải là màu xanh dương, nó là màu xanh lá cây. Thì cái xí ná xanh á, thì nó lại là nền tảng cho những thần thông tạo ra bóng tối. Còn cái xí ná vàng á, thì nó là nền tảng cho những cái thần thông tạo ra màu vàng hoặc là tạo ra vàng. Ví dụ như có một vị tỳ kheo á, thì khi mà vị này đi qua một cái ngôi làng. Ngôi làng này là ngôi làng chuyên môn hỗ trợ cho chư tăng ở chùa. Có những ngôi làng toàn bộ là người hộ tăng không á, coi như làm phụ gì cho chùa á. Thì cái ngôi làng này có một cái đứa bé nó rất là nghèo. Thì có một lần á, những cái đứa bé đi chơi, nhưng mà cái cô bé này cổ không có đồ chơi, cổ không có gì cổ trang điểm hết. Thì vị tỳ kheo này đó mới thấy như vậy thì mới có cái lòng giúp, thì mới cầm một cái nhánh cỏ đưa cho cô bé, và vị này nhập vào thiền định và nguyện là hãy trở thành vàng. Và ngay lập tức cái cỏ đó nó biến thành một cái vòng vàng, và cô bé này nó đeo. Rồi cái câu chuyện nó dài lắm, nhưng mà nói như vậy để quý vị thấy là cái diệu dụng của thần thông trong cái ca xí ná, nó có thể làm giúp cho mình được những cái chuyện đó. Rồi như ca xí ná đỏ thì nó có thể làm ra những cái thần thông có liên quan tới màu đỏ. Và sở dĩ mà sư tập trung, sư hướng dẫn quý vị cái ca xí ná trắng á, là bởi vì cái ca xí ná trắng nó sẽ là nền tảng rất tốt để sau này mình tu tập tứ vô lượng tâm. Bởi vì nó sẽ có những cái đặc tính nó tương tự như là cái tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Cho nên là sư tập trung hướng dẫn quý vị ca xí ná trắng. Và cho tới ngày hôm nay á, là xem như chúng ta kết thúc 10 cái địa mục ca xí ná. Và hôm sau thì chúng ta sẽ qua những cái đề mục thiền khác. Ha. Tuy nhiên có những cái đối tượng mà không thể tu tập ca xí ná. Đó là những đối tượng gì? Vì ghi ha. Đầu tiên, đó là họ chịu nghiệp chướng.
Mình cứ nghe cái từ nghiệp chướng nó thường lắm, nhưng mà mình không có hiểu rõ cái từ này. Nghiệp chướng là sao? Có nghĩa là mình đã tạo một cái trọng nghiệp nào đó ở trong đời này. Ví dụ như chúng ta giết cha, giết mẹ nè, rồi làm Phật chảy máu, giết giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, rồi chia rẽ tăng đoàn. Đó là những cái trọng nghiệp. Đó là những trọng nghiệp rất là nặng mà những người như vậy là chắc chắn là không thể tu tập thiền định được. Ngoài ra nó còn có những cái trọng nghiệp khác, ví dụ như là những cái tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Mà khi chúng ta làm nó ở một cái mức độ nặng á, ví dụ như cái đối tượng mình làm, cái đối tượng mà mình ảnh hưởng tới á, nó là một cái đối tượng có đức độ. Chẳng hạn như mình giết một người thường á, như là ngài Angulimala đó, ngài giết gần cỡ 999 người. Sau này ngài vẫn tu thiền bình thường. Nhưng nếu như mà mình giết một cái người mà có giới hạnh là coi như là sau này nó trảo hối mình khỏi tu luôn. Cho nên người đại gia cư sĩ phải giữ cho được năm cái giới. Bởi vì khi mình không giữ được năm giới đó, mình không biết được cái đối tượng mà mình xâm phạm tới họ đó là người như thế nào, người có giới hay là người không có giới. Nhớ ha, kinh nguy hiểm lắm quý vị. Rồi tiếp theo á là cái phiền não chướng. Người như vậy thì họ cũng không thể tu tập Kasina được. Phiền não chướng ở đây có hai. Thứ nhất là những người có tà kiến. Ở đây có còn ai nhớ tà kiến là cái gì không? Có mấy loại tà kiến? Xin nhắc lại ha. Có hai loại tà kiến là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là cái gì? Tin vào một cái tôi vĩnh cửu. Thứ hai là tin vào một cái đấng bề trên có quyền ban phước giáng họa cho mình. Thứ ba là tin vào một cái cứu cánh giải thoát đi ngược lại với giáo lý nhân quả. Đó là ba thứ thường kiến. Còn ba thứ đoạn kiến là cái gì? Thứ nhất là cho rằng vạn vật ở đời là ngẫu nhiên, không có cái gì do duyên mà có hết. Toàn bộ là do ngẫu nhiên, xác suất, hên xui. Đó là cái đoạn kiến thứ nhất. Cái đoạn kiến thứ hai là tin rằng á, cái gọi là thiện hay ác chẳng qua là cái cách mà người ta cứ ứng xử với nhau thôi. Cái gì mà người ta thấy thích thì người ta gọi nó là thiện, cái gì người ta thấy ghét người ta gọi nó là ác. Thực tế thiện ác không có thiệt, không có cái gì gọi là thiện ác hết. Thì nó là một thứ đoạn kiến. Họ cho rằng quả báo không có quả báo cho cái việc thiện hay bất thiện. Cái thứ ba, cái đoạn kiến thứ ba là cho rằng những cái gì mà tôi không chứng minh được là những cái đó không có. Ví dụ như tôi không chứng minh được có cõi trời là không có cõi trời. Tôi không chứng minh được địa ngục là không có địa ngục. Tôi không chứng minh được cái sự chứng đắc của các thánh nhân là không có thánh nhân. Đó là ba thứ đoạn kiến. Và cái người mà có cái tà kiến này thì họ không thể tu tập Kasina. Cái thứ ba, đó là những người, cái trở ngại tiếp theo là những người không tin, thiếu đức tin về Tam Bảo. Không tin Phật Bảo, không tin Pháp Bảo, không tin Tăng Bảo. Những người như vậy thì họ không thể hành thiền được. Thì quý vị có thể hỏi đó là như vậy thì ngoại đạo họ vẫn chứng thiền như thường, họ vẫn chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vậy tại sao ở đây nói là không tin Tam Bảo thì không có hành thiền được? Nó đơn giản như vậy nè quý vị. Cái định ở đây mà sư hướng dẫn quý vị là cái định làm nền tảng để phát triển tuệ quán. Có nghĩa là mình dùng cái định trước tuệ sau, định tuệ song hành.
Chứ nếu như mình chỉ tu định không thôi đó, thì giỏi lắm sanh về cõi trời phạm thiên là hết, không thoát khỏi sanh tử. Tu mà để thoát khỏi sanh tử á, là mình bắt buộc phải có cái niềm tin nơi Tam Bảo. Tại vì nếu mình không có niềm tin nơi Tam Bảo á, đơn giản, không tin Phật thì Phật nói cái gì làm sao mình tin? Không tin Pháp làm sao mình hành trì? Có những người nói rất là ngộ. Họ nói là Pháp đã được 2.000, Đức Phật nhập diệt cả 2.600 năm rồi, giáo Pháp người đời sau chế ra, cho nên họ không tin, không tin một cái gì hết, cho nên là họ không thèm học luôn. Mà khi họ từ chối Pháp Bảo thì họ không được hưởng những cái lợi lạc ở đó. Có thể họ vẫn mang tiếng là Phật tử, nhưng đó chỉ là cái danh thôi chứ không có thực. Tại vì họ không có niềm tin nơi giáo Pháp thì làm sao mà họ hành trì được giáo Pháp. Rồi có những con người họ không đặt niềm tin được nơi Tăng Bảo. Họ chỉ nói tôi chỉ kính Phật, trọng Pháp, chứ tôi coi thường mấy ông Tăng. Là mấy người đó sai lầm. Thực tế là những người không có được cái sự hiểu biết. Phải nói, sư phải nói là sư gặp một số người, có thể là sư không gặp hết. Và có thể một số người đó không đại diện cho tất cả mọi người. Nhưng mà những con người sư thấy đó, từ xưa tới giờ những con người mà chỉ có kính Phật, trọng Pháp, chứ còn coi thường Tăng Bảo, những con người coi thường Tăng Bảo á, hình như sư tiếp xúc với một số người trong số họ, sư cảm thấy họ đều những người có vấn đề hết. Có vấn đề trong nhận thức và có vấn đề trong cái kiến thức của họ, đều có vấn đề hết. Có thể là sư gặp chưa nhiều, nhưng mà ít nhất những con người mà sư từng gặp thì là như vậy. Mà Tăng Bảo ở đây đó quý vị, không phải là phàm tăng. Sư không phải là Tăng Bảo, chư tăng ở chùa không phải Tăng Bảo. Tăng Bảo là những vị thánh tăng. Ở trong bài Suppatipanno đó quý vị, tăng là gồm có 8 đôi 4 cặp. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Quần, tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hoàng, tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán, thì đó mới được gọi là Tăng Bảo. Chứ còn mấy sư thì chỉ là phàm tăng thôi, chỉ là người đại diện, chứ không phải là Tăng Bảo. Nó giống như mình đi ra ngân hàng, mình giao dịch là mình giao dịch với ngân hàng, mình chuyển tiền là chuyển tiền vô ngân hàng. Nhưng mà cái người mà tiếp xúc với mình là một cái cô nhân viên. Bản thân cổ lương cũng đâu có bao nhiêu, và cổ đâu là cái gì đâu, nhưng mà cổ là cái con người đại diện cho ngân hàng. Cho nên khi mình giao dịch với cổ đồng nghĩa với việc mình giao dịch với ngân hàng. Cũng như vậy, chư tăng chỉ là những người đại diện cho Tam Bảo, chứ bản thân chư tăng chưa phải là Tăng Bảo. Chừng nào chứng thánh mới được gọi là Tăng Bảo. Mà nếu như mình không hiểu chuyện đó và mình bác, mình coi thường Tăng Bảo, thì xem như mình đã chặt đứt cái đường tu của mình. Nhớ, cho nên cái niềm tin này rất là quan trọng. Và tiếp theo nữa đó là cái phiền não chướng, xin lỗi, cái phiền não chướng hồi nãy đó là cái tà kiến á, nó còn có một cái nữa mà sư quên nói, đó là bị vấn đề về giới tính. Có nghĩa là giới tính nó không có rõ ràng, có vấn đề về giới tính thì nó cũng thuộc về phiền não chướng. Rồi tiếp theo là quả chướng. Quả chướng là sao? Có nghĩa là chúng ta tái sanh bằng cái tâm nhị nhân hoặc là cái tâm vô nhân, chứ chúng ta không tái sanh vào cái tâm tam nhân. Tam nhân là sao? Mình tái sanh bằng cái tâm vô tham, vô sân, vô si, thì đó là mình là người tam nhân. Chỉ khi nào mình tái sanh bằng một cái tâm vô tham, vô sân, vô si đó, thì mình mới có khả năng chứng đắc thiền được, mới có khả năng chứng đắc đạo quả. Còn nếu mà mình không có cái tâm này là mình không chứng đắc được. Mà xin thưa với quý vị đó, giữa cái người nhị nhân và người tam nhân á, nhìn bằng mắt thường không biết được. Chỉ khi nào mà mình tu tập á, thì cái người tam nhân họ có khả năng chứng đắc, có thể chứng thiền, có thể chứng thánh, còn người nhị nhân họ làm không được. Nhưng mà cái người vô nhân thì mình dễ thấy nè. Cái người vô nhân là những người bị khuyết tật.
khiếm khuyết về mặt trí tuệ hoặc khiếm khuyết về cái mặt thân thể một cách bẩm sinh. Thì đó là những người vô nhân. Còn những người nhị nhân thì có thể họ là những người thành công trong cuộc sống, nhưng mà trên đường đạo thì thua, không thể chứng đắc đạo quả. Rồi một cái trở ngại nữa đó, mà chúng ta không thể tu tập Kasina. Thực tế mặc dù nói là không thể tu tập Kasina, nhưng đây là không thể tu tập tất cả các đề mục thiền định ha. Chẳng qua là đang nói Kasina cho nên là dùng cái Kasina để ví dụ thôi, chứ thực tế là đây là những cái trở ngại khiến chúng ta không thể tu tập thiền định được. Và cái trở ngại tiếp theo là không có chí nguyện. Không có chí nguyện là sao? Là mình không có cái lòng mong cầu đến cái con đường giải thoát. Nói chung là mình không có nhu cầu tu. Nói thẳng là mình không có nhu cầu tu. Mình tới, mình học đạo, mình nghe chơi cho vui. Rồi về mình tán dóc với bạn bè, tán dóc cho vui. Chứ mình không có lòng tu. Không có nhu cầu. Cái chuyện mà tu hành giải thoát là cái chuyện của ai đó chứ không phải của mình. Nhiều người họ nghĩ đó, Phật tử thì đi chùa làm phước được rồi, làm phước ví dụ như làm bố thí, làm từ thiện được rồi, chứ tu làm gì? Tu là chuyện của mấy ông sư. Học đạo chuyện của mấy ông sư. Thậm chí nhiều người họ học đạo về họ cũng chả để hành thiền làm gì nói. Hành thiền mệt lắm, hành thiền sẽ bị điên. Họ không có nhu cầu. Và khi mà họ không có nhu cầu như vậy đó, thì tự nhiên là họ không thể nào hành thiền được. Không có nhu cầu hành thiền thì ai bắt cái gì hành thiền, đúng không? Rồi cái nữa đó là không có trí tuệ. Không có trí tuệ ở đây đó có nghĩa là không có chánh kiến về thế gian và xuất thế gian. Chánh kiến về thế gian là cái gì? Đó là đây là thiện nè, đây là bất thiện nè, cái này nên làm nè, cái này không nên làm ha. Thì đó là chánh kiến về thế gian. Rồi chánh kiến về xuất thế gian á, đó là hiểu đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là cái sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Và cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó chính là bát chánh đạo, là thất giác chi, là ngũ căn ngũ lực, là tứ niệm xứ, là tứ như ý túc, là tứ chánh cần. Nói tóm lại đó là 37 phẩm trợ bồ đề. Và cái trở ngại cuối cùng của một người mà họ không thể tu tập thiền định được, đó là họ không quan tâm đến cái thánh đạo thánh quả. Có nghĩa là họ không quan tâm đến cái con đường giải thoát. Giống như là cái người chứng đắc hay không chứng đắc đối với họ nó không quan trọng. Họ không quan tâm, họ không có nhu cầu tìm hiểu để đi trên cái con đường đưa đến giải thoát. Thì khi họ không có nhu cầu như vậy, như nãy sư nói, họ không quan tâm thì họ cũng không có khả năng tu hành. Thì ngày hôm nay là coi như là chúng ta học xong 10 cái đề mục Kasina. Và trong suốt cái thời gian qua đó, thì bây giờ quý vị có cái thắc mắc nào hay không, và có những cái trải nghiệm nào, thì bây giờ là cái dịp để mà quý vị chia sẻ. Nếu như mà quý vị có thắc mắc trong cái pháp học, hoặc là trong pháp hành, hoặc là trong những cái vấn đề trong đời sống mà Phật Pháp có thể giải quyết được, thì bây giờ là dịp để mà quý vị hỏi ha. Dạ, bạch sư, sư cho con hỏi, tại vì con có cái vướng mắc như thế này, tức là con thấy là cái con đường để mà thiền đó, thì đối với hàng Phật tử tại gia thì chúng con thấy thật là khó khăn, mà nó là cả một cái gì đó rất là
mình nói hơi đời một chút, tức là nó giống như là của cái xa xỉ. Tại vì bọn những người Phật tử tại gia là hầu như là chúng con không đủ thời gian, không đủ điều kiện để tu. Vậy thì cái việc thiền đối với chúng con là hầu như là không đi đến kết quả gì. Thế thì theo con nghĩ thì ngoài cái việc thiền để mà vì con đường cuối cùng mà Phật mong muốn chúng ta đi đến, tức là mình phải giữ được giới và có định để phát tuệ. Nhưng đối với chúng con thì thật là khó khăn. Thì có cái hướng nào mà ngoài cái thiền định để chúng con có thể làm được việc đó? Mà con có nghe là khi mà người ta tu để bỏ được tham sân si thì cũng đã là đi vào con đường mà Phật dạy để nó không gọi là chứng mà gọi là cái gì con cũng không rõ lắm, nhưng đại thể là như thế. Thì bây giờ theo con á, thì sư có thể hướng dẫn chúng con hàng Phật tử tại gia để có cái cách nào mà ngoài thiền định. Con nghĩ rằng như chúng con cũng học sư và về thiền, nhưng thiền thực ra là đối với chúng con thiền chỉ là ngồi một chốc một lát để cho nó gọi là lắng cái tâm mình xuống cho nó khỏe hơn. Ví dụ như là mình không cần ngủ nhưng mình vẫn có nạp được năng lượng thì cái này thì có, nhưng mà còn để đi đến sơ thiền mấy các thứ thì con thấy là nó xa vời quá, nó là một thứ xa xỉ đối với hàng Phật tử. Cho nên con nghĩ rằng là không biết ngoài cái đó ra thì sư có thể dạy chúng con làm thế nào để mình có thể quán bằng cách nào đó, hay là tu như thế nào đó để mình bỏ được cái tham sân si ba độc mà Phật dạy. Bạch sư, xin sư dạy cho chúng con. Sư đưa ra một cái ví dụ như thế này nè. Ví dụ như là chúng ta có một cái chén, khi mà chúng ta rửa chén á, nó có một cái chén bị dơ, mà cái vết dơ nó đóng cứng ở trong cái chén á. Thì muốn làm sạch được nó thì mình không thể nào mà mình cứ cầm nước và mình cứ dội vô trong nó mà cái chén nó có thể tự nhiên nó sạch được. Chúng ta phải có hai việc làm. Đầu tiên là mình phải cầm cái chén lên, phải giữ vững cái chén. Thí dụ mình đặt ở dưới đất cũng vậy, nhưng mà mình phải làm cho nó vững vàng, nó phải ở vững một cái vị trí. Và cái tiếp theo đó là mình dùng một cái miếng dẻ hoặc đại loại như vậy với xà bông, và mình ra sức mình chà xát nó, thì như vậy cái chén nó mới sạch được. Người ở ngoài Bắc thì họ dùng là từ cái bát, nó mới sạch được. Cũng như vậy đó, trên lý thuyết thì chỉ cần diệt tận tham, hoặc là diệt tận sân, hoặc là diệt tận si, chỉ cần diệt được một trong ba thứ, Đức Phật là người đảm bảo chúng ta sẽ chứng đạo quả bất lai. Như là cái thời Phật tử thuyết trình giáo lý Phật Đà mà lần trước rằm tháng 7 về vào chú Vinh đã có nói đó. Chỉ cần mình chấm dứt được tham, mình có thể chứng A-na-hàm. Có thể chấm dứt sân, mình có thể chứng A-na-hàm. Có thể chấm dứt si, mình có thể chứng A-na-hàm. Nhưng mà nếu như không có định và tuệ thì mình không làm được chuyện đó. Để mà mình gột sạch được tham sân si thì mình ít nhất mình phải có khả năng tập trung cái tâm mình lại. Cái tâm mình nó phải vững. Chứ nếu như cái tâm mình tán loạn á quý vị, cái tâm nó tán loạn thì làm mình không thể tập trung được. Ví dụ như mình tham nhưng mà mình bị chi phối bởi đủ mọi thứ hết, thì làm sao mình có thể mình chú tâm vô cái tham đó để mà mình loại trừ nó? Không được. Mọi người cứ kêu là mình phải sống chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận tham, ghi nhận là tham, sân biết là sân, si biết là si. Nhưng mà khi một cái tâm nó tán loạn quý vị, mình tham mình không biết là mình tham. Lúc đó mình chỉ nói miệng là giỏi, lúc đó tham không biết là tham.
Hoặc là mình tham, mình cứ miệng thì nói tham mà tâm nó cứ chạy theo tham. Nó giống như những người đó khi mà bị tu á, mà bị người ta chửi á, biết là sân, sân biết sân nhé, nhưng mà vẫn cứ xăng tay áo lên chửi lại người ta là làm sao? Anh nói anh là người tu mà anh vẫn cứ xăng tay áo lên chửi lại là người ta là làm sao? Anh biết sân, tôi biết là tôi sân, nhưng mà tôi biết là một chuyện, còn tôi đập anh là chuyện khác. Nó là như vậy, tại vì cái tâm của mình nó bị tán loạn, nó không có khả năng tập trung và không có khả năng tự kiềm chế. Và khi cái tâm mình tán loạn thì cái tuệ nó không thể phát sanh. Nó giống như cái đèn cầy như vậy nè. Mà nếu như cái ngọn đèn nó cứ chao đảo á, thì mình không thể đọc rõ chữ được. Muốn cho ánh sáng nó đủ để mình có thể đọc được chữ thì cái ngọn đèn nó phải đứng yên một chỗ, nó không có chao đảo. Cũng như vậy, để cái tuệ nó phát sanh thì cái tâm của mình nó phải đạt được cái khả năng định tâm tối thiểu. Cho nên trong cái bài kinh mà cuối cùng mà Đức Phật dạy cho Ngài Xu Phách Đa đó, trên hư không không có dấu chân chim. Cũng vậy đó, ngoài Bát Chánh Đạo không có Sa Môn, không có Đệ Nhất Sa Môn, không có Đệ Nhị Sa Môn, không có Đệ Tam Sa Môn, không có Đệ Tứ Sa Môn. Có nghĩa là ngoài Bát Chánh Đạo không có Thánh Nhân. Anh tu cái kiểu gì không cần biết, mà anh không tu theo Bát Chánh Đạo là chắc chắn anh không thể chứng đắc đạo quả. Cho dù anh nói là anh tu Bồ Tát Đạo, anh tu để chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Bồ Tát chánh đẳng chánh giác vẫn phải tu theo Bát Chánh Đạo để đi đến cái con đường chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác. Trong thời kỳ có giáo pháp, vị đó biết đây là Bát Chánh Đạo thì vị đó vẫn phải tu tập theo Bát Chánh Đạo, chứ không có chuyện mà vị đó tự chế ra một cái pháp môn nào đó ngoài Bát Chánh Đạo mà vị đó tu. Nếu như vị đó chế ra một pháp môn nào đó ngoài Bát Chánh Đạo mà vị đó tu thì chắc chắn cái tu đó không đưa đến đạo quả chánh đẳng chánh giác. Nó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đó, nó có một cái gọi là an ủi như thế này nè. Đức Phật nói đó, giống như có một cái vật nhọn ấy, mà đặt ở trong một cái giỏ. Nếu như mà nó được đặt đúng hướng thì bằng cách này cách kia thì nó cũng sẽ đâm thủng vật này vật nọ. Sư ví dụ như quý vị có một con dao nhọn ấy, mình bỏ trong cái giỏ sách, chỉ cần mình cố ý mình đặt cho nó đúng hướng thì là tự nhiên là nó phải đâm thủng cái này chỗ kia thôi. Cũng như vậy, một người tu tập hướng đến đạo quả giải thoát thì dầu muốn dầu không họ vẫn giải thoát. Mình nên hiểu cái câu này như thế nào. Có nghĩa là đó, khi mà quý vị tu đúng theo Bát Chánh Đạo, có giới, có định, có tuệ, thì tới một cái lúc nào đó nhân duyên hội tụ đủ, tự nhiên mình giải thoát. Cho dù vào cái kiếp đó, cái kiếp mình sanh ra đó, mình không biết giải thoát là cái gì. Mình không biết sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mình không biết sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Mình không biết Phật là ai, không biết Pháp là ai, không biết Tăng là ai. Nhưng mà những cái nhân duyên mà mình đã tu từ cái thời quá khứ đó quý vị, vào cái thời điểm thích hợp nó sẽ trổ, và khi đó mình có thể chứng đắc đạo quả. Sư lấy ví dụ, có những trường hợp Đức Phật Ngài đi một cái ngôi làng rất là xa để gặp hai cụ già, già lắm rồi. Nhưng mà khi hai cụ già thấy Ngài đó, hai ông lão bà lão đặt bát nhưng mà Ngài không nhận. Thì ông cụ bà cụ mới hỏi tại sao phít khú mà không nhận phít khăn. Có nghĩa là tại sao khất sĩ mà không nhận cái đồ khất thực. Thì Ngài mới nói đó, người khất sĩ đó, có nghĩa là người ăn xin đó, nó có hai ý nghĩa.
Một cái là cái ý nghĩa bề ngoài, có nghĩa là đi nhận đồ ăn về ăn hết. Một cái là cái người đã đoạn tận tham sân si. Tu tập trên cái con đường đưa đến sự đoạn tận tham sân si thì ta gọi đó là phí khú, có người gọi là một vị tỳ khưu. Tự nhiên hai người chứng đắc. Trong khi đó mình nghe đó mình chất quớt. Rất nhiều những vị tỳ khưu nghe cũng chất quớt, rất nhiều những vị rất giỏi nghe cũng chất quớt, tại sao hai ông bà già nghe em lại chứng đắc? Và khi mà hai ông bà nghe như vậy đó, hai ông bà cúng dường. Nhưng mà Đức Phật không có nhận. Đức Phật nói là ta thuyết pháp không phải vì thức ăn. Một cái câu mà phải nói là trong cái đời Pháp Sư, Sư nghe Sư rất xúc động. Ngài thuyết pháp không phải để vì thức ăn, cho nên Ngài không nhận. Và như vậy ngày hôm đó Ngài nhịn đói, Ngài đi về. Chư Tăng mới hỏi tại sao như vậy. Tại sao một cái chuyện, một cái câu nói nó rất là mù mờ mà hai ông bà có thể chứng đắc? Và tại sao nhân duyên gì mà Đức Phật chịu đi một con đường xa như vậy đến để thuyết pháp cho hai người đó mà Ngài phải nhịn đói? Đức Phật nói là bởi vì thuở xưa đó, hai ông bà cũng chả học đạo gì nhiều đó, nhưng mà tới chùa đó rồi cứ nghe, nghe đúng cái đề tài này nè, cái đề tài đó, thế nào là một vị khất sĩ. Rồi hai ông bà nghe cũng tâm đắc, cũng tấm ta tấm tắc, rồi cứ như vậy ôm bụng về nhà. Rồi khi mà nhân duyên ở chỗ Đức Phật sáng sớm ngày hôm đó, Ngài thấy nhân duyên hai ông bà có thể chứng thánh, và thế là có cái câu chuyện xảy ra. Ngài ôm bác đi đến nhà của hai vợ chồng là ông là bà lão. Thì quý vị thấy không? Đừng có lo, mình cứ tiếp tục tu, tiếp tục vun bồi ba la mật. Mỗi một ngày mà quý vị hành thiền chỉ đó, thiền samatha đó, mỗi một ngày, một phút, một giây mà quý vị hành thiền đó, đó là những giờ, những phút, những giây mà chúng ta gieo cái nhân đưa đến cõi trời Phạm Thiên. Khi đủ nhân đủ duyên, tự nhiên mình chứng đắc đi lên cõi Phạm Thiên. Mỗi một giờ, một phút, một giây mà mình tu tứ niệm xứ là mình đang gieo cái nhân lành giải thoát. Đời này không có thì để có kiếp sau, đời sau kiếp khác. Tự nhiên đủ nhân đủ duyên, Đức Phật xét thấy nhân duyên mình hội tụ đủ là Ngài sẽ giúp đỡ mình phù hợp để mình có thể chứng đắc đạo quả. Cho nên yên tâm, cái chặng đường tu là một chặng đường vun bồi ba la mật. Mình đâu có biết ba la mật của mình dày hay mỏng, nhưng mà nên có cái lòng tin. Tại sao? Sinh ra vào thời có chánh pháp là khó, sinh ra thời có chánh pháp mà được làm người là khó, sinh ra thời có chánh pháp được làm người, được nghe chánh pháp là khó. Quý vị thấy biết bao nhiêu người mang tiếng là đến chùa, mang tiếng Phật tử đi vô toàn công quả không hà, hay là đi vô toàn lạy Phật không, hoặc là đi vô họ nghĩ đạo Phật là một cái đạo từ thiện, đi vô chỉ toàn làm việc từ thiện, hoặc là phát gạo, hoặc phóng sanh, hoặc bốc thuốc, những cái việc đại loại như vậy. Không có ai được như quý vị. Bao nhiêu người được như quý vị đến chùa học pháp, học được đúng chánh pháp và hành theo đúng chánh pháp. Những con người như quý vị nó rất là hiếm hoi ở cái thế gian này. Cho nên mình phải biết, mặc dù không biết ba la mật mình bao nhiêu, nhưng mà chắc cũng không có tệ đâu. Sự thật là như vậy. Cho nên cứ nỗ lực tu. Một ngày hành thiền là mình vun bồi ba la mật được một ngày. Một giờ hành thiền là mình vun bồi ba la mật được một giờ. Một giây mình hành thiền là vun bồi ba la mật được một giây. Trong khi đó, như là cái kinh Tăng Chi, cái phẩm búng ngón tay đó, Đức Phật nói đó, một người mà dành trọn cả cuộc đời để bố thí, bất cứ ai tới họ cũng cho hết, cho khắp cả thế gian, cho suốt một đời như vậy, cái phước của họ đó nó không bằng một người tu tập tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả chỉ trong một cái búng ngón tay. Mà quý vị biết là cái phước tu tứ vô lượng tâm á, nó là cái phước hữu lậu,
Có nghĩa là cái phước còn trong vòng sanh tử mà quý vị thấy nó có được là do thiền định, chỉ trong một cái búng ngón tay thôi, một giây cũng không tới nữa, nhưng mà phước nó rất là nhiều. Thì huống chi là cái phước vô lậu đưa đến đạo quả giải thoát. Cho nên ấy, cứ yên tâm tu. Nếu như đủ duyên thì chứng thánh đời này, đủ duyên thì chứng thiền đời này. Còn nếu như mà chưa đủ, ba la mật mình còn hơi kém một tí xíu, thì đời sau kiếp khác không sao hết. Ha, yên tâm. Dạ, bạch sư, sư cho con hỏi thêm một câu nữa là như hồi nãy sư có kể câu chuyện là hai ông bà già nghe Phật nói rồi chứng đắc. Con rất nhiều lần con nghe những cái tương tự như thế. Tức là khi mà giống như là được một ai đó nói về một vấn đề gì đấy, tự nhiên cái người đó chứng, thì con không hiểu cái chứng ở đây là chứng như thế nào. Vì họ ví dụ như bảo mình tu thiền đó, thì mình chứng sơ thiền, còn như họ là chứng ví dụ như tu Đà Hoàn hay A-la-hàm hay gì đó, thì con không hiểu là ví dụ những người mà ngay lúc đó họ ngộ ra như thế, thì cái vấn đề là họ ngộ ra cái điều gì ở đây và tại sao mà họ được chứng. Sư dạy cho chúng con điều đó. Thì đối với những cái bậc mà tóc chứng tóc đắc á, có nghĩa là Đức Phật Ngài chỉ nói một câu là chứng á, thì những người như vậy họ không có đi qua cái bước thiền định, họ đi thẳng qua cái thiền quán luôn. Có nghĩa là họ phát triển cái trí tuệ quán để họ hiểu cái gì. Họ hiểu đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Họ chỉ hiểu như vậy thôi. Và tự nhiên vô minh chấm dứt, trí tuệ phát sanh, chứng đắc thánh đạo thánh quả. Xin lấy một cái ví dụ khác. Như trường hợp Ngài Xí Quá Lý đó, mà mình hay thờ nè, mấy cái vị thần mà tài lộc mà mình hay thờ đó. Thì khi mà Ngài sanh ra đó, thì bà mẹ của Ngài đó thì đãi thiết đãi trai tăng. Và trong cái hôm mà trai tăng như vậy, Ngài chạy theo Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chạy theo Ngài Xá Lợi Phất cứ tiếu ta tiếu tích như vậy đó. Thì bà mẹ bà thấy, thì bà hỏi, thì con thích Ngài Xá Lợi Phất như vậy đó, thích Ngài Sa Vi Bút Tá đó, vậy thì con có muốn đi tu không? Đứa nhỏ gật đầu dạ, thôi con đi tu đi. Thì cái chuyện hồi xưa con nít nó đi tu là cái chuyện nó hết sức bình thường. Cha mẹ mà những gia đình mà có nhiều đức tin á, thì họ rất ủng hộ cái chuyện con đi tu. Và khi mà đi tu như vậy đó, Ngài Xá Lợi Phất cạo đầu cho đứa con, cho Ngài Xí Quá Lý đó. Và khi Ngài cạo, Ngài hỏi như vậy nè: rồi đây là con có thấy cái thân này là khổ không? Nói dạ có. Tại vì Ngài Xí Quá Lý là Ngài ở trong bụng mẹ suốt 7 năm 7 tháng lẻ 7 ngày, cho nên Ngài cảm nhận cái nỗi khổ ở trong bụng mẹ, Ngài cảm nhận rất là rõ. Và Ngài thấy sanh ra là khổ. Ngài sẽ là Phất Ngài chỉ nói như vậy thôi, ngay lập tức Ngài Xí Quá Lý Ngài quán xét 12 nhân duyên. Tại sao mình sanh ra? Là do mình có cái nhân. Có nghĩa là mình có cái nhân đầu thai thì mình mới có chuyện mình đi đầu thai. Và sở dĩ mình có cái nhân đầu thai đó là tại vì đời trước làm những cái việc thiện ác mà mình có cái nhân đầu thai. Và khi mình có cái nhân đầu thai như vậy, mình đi đầu thai mình phải chịu khổ trong bụng mẹ. Và khi mà mình chịu khổ trong bụng mẹ như vậy đó, mà bây giờ mình không có chịu tu á, mình vẫn tiếp tục làm các cái việc thiện ác, rồi thì mình vẫn tiếp tục gieo cái nhân đầu thai, chịu khổ tiếp ở cái đời sau kiếp khác. Từ như vậy Ngài đâm ra Ngài chán nản cái dòng luân hồi, Ngài chán sợ luân hồi. Và khi đó như Đức Phật nói, khi đó là Ngài ly tham. Nhờ cái sự chán sợ luân hồi mà Ngài dẫn đến cái chuyện ly tham, không còn ham muốn tái sanh nữa. Hiểu rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, cho nên Ngài không còn ham muốn tái sanh nữa. Và khi đó trí tuệ phát sanh, Ngài chứng đắc đạo quả.
đơn giản như vậy. Nhưng mà để được cái chuyện đó thì Ngài đã vun bồi ba la mật từ 101A tăng kỳ. À không không, vun bồi ba la mật 100.000 đại kiếp rồi. 100.000 đại kiếp trái đất ấy, Ngài đã vun bồi ba la mật liên tục. Chứ không phải là tự nhiên muốn chứng là chứng, phải có cái sự tích lũy. Nó giống như một cái lu nước, nó đựng nước, nước có nhỏ dần dần như vậy đó. Thì một cái buổi sáng ngày hôm đó, một giọt nước nhỏ xuống, và thế là nước tràn ra. Cái sự tràn ra của nước không phải là của ngày 1, ngày 2, mà đó là một cái sự huân tập nhiều đời, nhiều kiếp, mà mình gọi đó là cái sự vun bồi ba la mật. Như vậy đó, thì cô thấy ngay cái giây phút chứng đạo chứng quả là vì đó phát triển cái trí tuệ quán, có nghĩa là cái trí trong tứ niệm xứ đó, khi hành thiền tứ niệm xứ đó, phát triển cái trí tuệ quán, và khi đó hiểu rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy là chứng đắc đạo quả. Dạ, bạch sư cho con hỏi ạ. Trong các buổi học á, mà sư hay có nói một cái câu là mình cứ thiền, và khi mình nắm vào cái casino trắng, mình niệm trắng trắng trắng, thì có những lúc mà xảy đến một cái chuyện gì đó, mình có thể là chết ngay trong lúc đó, thì mình vẫn được sanh về cõi trời hoặc là về những cõi cao hơn. Thì con ở đây con mới đang nghĩ là không hiểu là lúc đó mình chỉ niệm casino trắng, mà cái đạo lực của mình lúc đó nhiều khi mình mới chỉ là mình đang huân tập đây thôi, thì nó chưa được nhiều, cũng như cái các công đức của mình nó giống như sư nói là nó chưa đủ đầy, giống như một ly nước nó chưa được tích lũy ba la mật. Vậy thì cái khi mình chỉ niệm casino trắng đấy, thì làm thế nào mà mình được sanh về cõi cao mà mình không bị vướng mắc gì khi mình đang niệm casino trắng? Thì con nghĩ là có cái gì vướng mắc ở đây không ạ? Rồi, sư chỉ hỏi cô như thế này ha. Thì khi mà cô hành thiền á, casino trắng á, thì khi đó có tâm tham không? Có tâm tham không? Không có. Tâm sân cũng không có. Thì khi mà không có tham, không có sân á, thì bản thân nó đã là thiện. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, tâm thiền là tâm thiện. Nhớ ha, cái tâm thiền là tâm thiện. Mặc dù cái thiện đó vẫn còn là thiện dục giới, không phải là thiện sắc giới. Chừng nào mà mình chứng thiền, chứng sơ thiền thì mới là thiền sắc giới. Nhưng mà dù cho mình không chứng sơ thiền, nhưng mà mình tiếp tục mình hành thiền, thì cái tâm đó là cái tâm thiện dục giới, nó vẫn là cái tâm thiện. Và khi mà mình chết bằng tâm thiện là tự nhiên mình sanh thiên. Đơn giản như vậy thôi. Dạ, bạch sư, là con cứ nghe tất cả các ví dụ như đây bên tịnh độ cũng thế, người ta nói là khi mà cận tử nghiệp á, mà ví dụ người ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tức là lúc đó cái tâm họ là nhớ đến Phật thì họ sẽ được rước. Thì chính vì thế cho nên con mới hỏi, bên như mình đang học đây là casino trắng đấy, thì con cũng nghĩ là cận tử nghiệp giống như sư vừa nói, tức là mình cũng đang ở cái lúc mà tâm mình gọi là tâm thiện. Thế nhưng mà con mới nghĩ là nếu mà chỉ ở cái lúc cận tử nghiệp mà tâm thiện thôi, thì giống như là con hồi nãy con nói ví dụ của sư là một cái ly nước ba la mật đấy, là mình phải có tích lũy từ lâu rồi, thì khi cái giọt nước nó tràn ra thì mình mới có thể đạt được cái mong muốn của mình là mình chứng được cái gì đấy, hoặc là mình được sanh vào một cái cõi lành. Ví dụ như thế. Thì bây giờ con mới đang hỏi, tức là con có một cái khó hiểu ở cái chỗ đó. Tức là khi mình phải ba la mật, mình có phải tu tập mà mình có phải tích lũy rồi, thì đến khi đó mình mới đủ cái năng lượng để mình được trở về cõi lành, chứ không phải là chỉ ngay cái giờ cận tử nghiệp đó. Con cứ
từ rất lâu rồi con cứ nghi ngờ ở cái chỗ này, là con cứ thấy ví dụ như là bên đó, bên tu đó họ cũng thế, hoặc là bên tịnh độ họ nói như thế, và cũng có một số nữa họ cứ nói là cái giờ cận tử nghiệp đấy là mình nghĩ về điều lành thì mình sẽ hướng về cõi lành. Nhưng con cứ nghĩ rằng nếu như con người ta mà chỉ có một phút đấy thôi thì nó có đủ không, hay là nó giống như là cái người mà người ta cứ bảo là giờ đấy người ta niệm, người ta niệm cho những cái người hộ niệm đấy thì cái người đấy được sanh, thì con cứ sợ là nó có đồng nghĩa với cái đó không, con đang hỏi ở đó. Thì nó là như vậy, chúng ta đó sống dựa vào hai thứ. Thứ nhất là cái cận tử nghiệp, và cái thứ hai là nó tích lũy nghiệp. Cái cận tử nghiệp là cái nghiệp vào cái giờ phút cận tử, nhưng mà cái tích lũy nghiệp là những cái nghiệp chúng ta tích lũy hàng ngày. Giống như sư nói là cái chuyện chúng ta vun bồi ba la mật. Khi mà mình cận tử nghiệp á, mà bằng cái nghiệp thiện mình sanh thiên, nhưng mà ngày thường mình không có tích lũy, có nghĩa là ngày thường mình không có vun bồi ba la mật, không có tích lũy những cái thiện nghiệp, thì mình chỉ vừa sanh thiên lên được một cái giai đoạn nào đó là mình hết tuổi thọ rồi. Nó giống như là cô thấy là nhiều đứa bé đó học đủ phước để sanh được làm người, chứ đậu cái thai trong bụng mẹ là đã đủ phước sanh được làm người rồi, nhưng mà cái phước nó chỉ đủ để tồn tại trong thời gian một bào thai. Ví dụ như một tháng là sảy thai, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng sảy thai, nó tương tự như vậy. Cho nên á, cái cận tử nghiệp là tốt, nhưng mà cái tích lũy nghiệp nó tốt hơn. Giống như trường hợp bà Malika đó quý vị, cả một đời bà phụng sự cho thiện pháp, bà phụng sự cho Tam Bảo, cái thiện nghiệp bà làm rất là lớn, nhưng mà vào cái giờ phút cận tử bà hối hận vì một cái ác nghiệp bà đã tạo. Vào giờ phút cận tử bà hối hận như vậy đó thì bà đọa địa ngục, nhưng mà do cái thiện nghiệp bà quá lớn đi, cho nên bà chỉ đọa địa ngục trong 7 ngày thôi. Trong khi đó quý vị biết cái người mà làm cái chuyện tương tự bà đó, đọa địa ngục từ thời Đức Phật này cho tới Đức Phật khác, nó vẫn còn ở dưới địa ngục, bây giờ vẫn còn ở dưới địa ngục. Trong khi đó bà chỉ đọa có 7 ngày, 7 ngày nó không đáng gì đâu hết, nhờ cái tích lũy nghiệp của bà. Rồi còn một cái nữa, có những cái trường hợp á, mà khi mà chúng ta cận tử nghiệp nó có nhiều loại. Ví dụ như cận tử nghiệp mà mình hành thiền thì khi đó đó mình sẽ tái sanh bằng cái tâm tuệ nó mạnh. Cô còn nhớ là 6 cái hạng căn tánh chúng sanh không? Khi mà mình cận tử nghiệp mà bằng những cái đề mục thiền chỉ nó có liên quan tới tuệ, thì khi đó mình sẽ tái sanh là cái người tuệ mạnh. Có là mình đời sau sanh ra mình học rất là nhanh, mình rất là nhanh trí, thậm chí mình tu nó cũng dễ hơn người ta. Nhưng mà một số người đó thì họ lại tái sanh bằng cái việc là đức tin mạnh. Ví dụ như họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, bằng những cái đề mục đó thì đức tin của họ mạnh, thì họ sẽ tái sanh làm cái người mạnh về đức tin. Nhưng mà cái người mạnh đức tin á, nó kém hơn cái người mạnh về tuệ. Ở cái chỗ này, mạnh đức tin là cái người dễ tin, dễ bị dụ. Phải có trí tuệ mình mới biết cái đó nên làm hay không nên làm. Trong khi đó đức tin mạnh quá thì trí tuệ nó sẽ sa sút. Cái này là trong cái phần mà quân bình năm căn là sư đã nói rồi. Khi mà tính mạnh là tuệ sẽ giảm. Nhiều người quý vị tin thầy quá, cho nên là thầy nói cái gì cũng đúng hết trơn ấy. Thầy nói mình không dám cãi, thì khi đó là mình đã giảm cái trí tuệ mình xuống cái hàng zero rồi, rất là nguy hiểm. Người mà đi mạnh bằng đức tin không, sư không nói là không tốt, nhưng mà nó rất là có nguy cơ đời sau kiếp khác mà mình rơi vào những cái tay mà kêu về với Chúa đi con, nó ôm bơm tự sát là chết luôn, rất là dễ. Còn cái nữa là có một số cái thiện nghiệp rõ ràng nó là việc thiện, nhưng nó không đi kèm với chánh kiến, nó lại đi kèm với tà kiến. Ví dụ
Tôi nương tựa vào một cái đấng thần linh nào đó, mà cái đấng đó thì có thể là tượng trưng cho một cái sự giải thoát, tượng trưng cho một cái sự giác ngộ, nhưng mà cái đấng nó không có thiệt. Thì đó, bản thân mình nương tựa như vậy thì nó cũng là một loại tâm thiện đó chứ. Nhưng mà cái thiện đó nó không đi kèm với trí tuệ, và cái thiện đó nó lại là đi kèm với tà kiến. Cho nên đời sau sanh ra đó, mình là cái người giỏi lắm là người nhị nhân, không có người tâm nhân, bởi vì chỉ tái sanh bằng cái tâm vô tham vô sân, không tái sanh bằng cái tâm vô si. Anh tu giỏi lắm đi nữa anh cũng không có khả năng chứng đắc. Cho nên ngay cả cái chuyện mà niệm Phật, sư nói thiệt, cái cách niệm Phật của Phật tử mình rất là đáng để mà bàn. Mà trong cái thời 40 đề mục thiền định này nè, sắp tới là sẽ có một cái đề mục, 6 đề mục tùy niệm sẽ nhắc tới niệm Phật, thì quý vị sẽ thấy cái việc niệm Phật của Phật tử mình rất là có vấn đề. Ngay cả, sư xin lỗi, chứ ngay cả cái chuyện mà quý vị cận tử đó, mà quý vị réo gọi tên Đức Bổn Sư của mình, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cứ như vậy mình quý vị niệm tới vẫn có khả năng quý vị sanh thiên ấy. Nhưng mà sư e là nó có trí tuệ đi kèm hay không thì phải xét lại. Đúng. Sư ơi, cho con hỏi là về cái tâm sân á, thì lúc con mới vô học á, thì cái hành thiền mà của sư dặn dạy đó, là con không, cái ngày mới á, con không có nhớ rõ rằng là sân á, là phải đi đứng hay như thế nào, hay si là phải như thế nào á sư, thì sư giảng là cái khúc đó cho con nghe. Thì đó là 6 cái hạng căn tánh chúng sanh. Thì như sư nói đó, cái người mà căn tánh sân nhiều á, thì họ thích hợp cái tư thế hành thiền là ngồi và nằm. Nhưng mà thôi bỏ nằm đi, ngồi. Còn người tham nhiều á, là họ thích hợp với cái tư thế đứng và đi. Còn người căn tánh si á, thì họ thích hợp với một cái việc mà hành thiền ở một cái không gian kín, không gian thoáng. Còn người mà thuộc căn tánh tầm á, thì họ nên hành thiền ở cái không gian mà nó kín, kín đáo. Còn người mà căn tánh trí đó, thì điều kiện hành như thế nào cũng phù hợp hết. Rồi đức tin cũng tương tự như người căn tánh tham. Đó là 6 cái hạng căn tánh chúng sanh mà phân biệt qua 6 cái hạng những cái tư oai nghi khi hành thiền. Rồi sư dạy con thêm cái này nữa là cái tâm con thì nó sân rất là nhiều, có nghĩa là đụng chuyện mà con thấy bỏ qua được thì con im chuyện hết, nhưng mà quá như sức chịu đựng của con thì con cũng bung lên, là con lúc đó con nhìn được cái tâm mình nó tán loạn hết á. Thì trong cái môi trường của con á, làm việc á, thì cũng đụng với rất là nhiều người cũng có cái tâm nó cùng với mình, nhưng mà vì họ không có tu tập á sư, thì kiểu dạng như là va chạm rất là mạnh. Là sư dạy cho con bằng cái cách nào mà con cũng có nhiều chuyện là để khi mà mình đụng vào á, thì mình né ra liền. Nhưng mà tại vì trong một cái công việc á, nó rất là mình không có né đi đâu được hết á, nên mà mình phải đối diện á, thì con thấy được cái tâm của mình á, là nó sân lên, nhưng mà con né được chút. Nhưng mà gặp cái người nó sân hơn mình nhiều á, thì giống như là lúc đó con thấy nó tán loạn tâm lên với nhau rồi đó. Rồi sư dạy con bằng cái cách nào mà để khống chế vào cái giai đoạn đó. Thì khi mà học tới cái đề mục là tứ vô lượng tâm á, thì sư sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này. Đó là làm như thế nào để kiểm soát cái tâm sân hận. Mà cái này thì sư cũng đã từng thuyết pháp với cái bài là sống để yêu thương. Nếu như có thể thì cô có thể tìm lại trên cái trang YouTube của sư, cô có thể tìm thấy cái bài giảng đó. Có rất nhiều cách.
để mà mình kiểm soát cái tâm nóng giận của mình. Cái cách thứ nhất á, dễ nhất là nghĩ đến cái hậu quả của nó. Ví dụ như sếp mình chửi mình, sếp mình đì mình, chèn ép mình, nhưng mà mình nghĩ nếu như mà mình bật lại ông sếp á, thì mình mất việc. Mình mất việc thì có thể là chồng con mình sẽ đói. Thì khi mình nghĩ về cái hậu quả của nó thì mình nhịn được. Và nhớ khi mỗi lần nhịn như vậy á, thì phải đi kèm với bỏ qua một bên, chứ không phải mình nhịn theo cái kiểu là mình để trong bụng. Mà sư nói cái chuyện này thì phụ nữ rất là dở, sư nói thiệt. Đàn ông họ nhịn họ bỏ rất là dễ, nhưng mà phụ nữ rất là dở trong chuyện này. Nhịn là phải bỏ, chứ còn mình nhịn mà mình để bụng là tới hồi mà nó chèn cho một đống rồi là mình bắt đầu mình chịu không nổi là mình bung ra là thua. Nhịn là phải bỏ. Đó thứ nhất, nghĩ về cái hậu quả của nó nha. Rồi nếu như mà đồng nghiệp với nhau mà mình cứ nóng giận với nhau thì cứ nghĩ về cái hậu quả của nó. Thứ nhất là cái hình tượng của mình ở trong công ty nó không tốt, hình tượng của mình đối với sếp không tốt, hình tượng của mình đối với khách hàng không tốt. Rồi mình nghĩ là khi mình nóng giận như vậy, Đức Phật nói cái người mà nóng giận á, nó giống như một người uống thuốc độc mà mong cho người ta chết. Chuyện đó không thể xảy ra. Không lẽ bây giờ mình giận mà người ta chết được thì giận nó cũng được. Giận nó đâu có chết, giận mình chết trước nè ha. Giận mình là người chịu thiệt thòi chứ không ai hết trơn. Cho nên hiểu được cái chuyện đó mình sẽ bớt nóng giận. Cái thứ hai, tiếp theo, phụ nữ ai cũng muốn đẹp hết, phụ nữ không ai muốn xấu. Cho nên quý vị phải hiểu cái nhân để mà mình được đẹp đó là cái nhân không có nóng giận. Mỗi một lần mà mình nóng giận là mình gieo cái nhân xấu, xấu xí về nhan sắc. Mỗi một lần mà mình không nóng giận là tự nhiên mình đẹp hơn một chút. Có hai cách để niệm. Một, nhịn là đẹp. Cứ nhớ vậy, nhịn là đẹp. Tôi muốn đẹp thì tôi nhịn, vì nhan sắc của tôi hy sinh. Nhiều người họ sẵn sàng họ tán gia bại sản để họ đi chỉnh cái chỗ này, họ chỉnh cái chỗ kia, mà họ không biết, họ chỉ cần họ nhịn chỗ này một chút, họ nhịn chỗ kia một chút là họ được đẹp. Cái thứ hai, cách niệm thứ hai, giận là xấu. Cứ nhớ vậy, cứ giận là xấu, giận là xấu. Mỗi lần tôi giận là tôi xấu thêm tí, xấu đời này và xấu luôn cả đời sau. Cho nên ấy, cô thấy nhiều người cái gương mặt của họ là phụ nữ mà không ai dám dòm hết, nó xấu lắm. Do cái nhân sân hận. Vì vậy nghĩ đến cái hậu quả tiếp theo là nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái sắc đẹp của mình. Bớt giận. Rồi có một cách nữa đó là nghĩ, quán tưởng họ, suy nghĩ họ như là những đứa con của mình. Cái người đồng nghiệp đó nó giống như đứa con của mình, một đứa con hư, một đứa con cãi lời cha mẹ, một đứa con hư hỏng. Thì giận cái gì giận? Giận thì giận, mà thương thì thương. Giận họ là một chuyện, mình vẫn thương họ. Rồi nếu như mà mình nói cái gì đó thì mình ráng mình kiềm chế cái cảm xúc mình lại, kiềm chế cái lời nói của mình lại. Bởi vì không có một người mẹ nào muốn tổn thương con của mình. Trước khi mà cô mở miệng ra cô nói, cô phải quán tưởng họ như con ruột của mình trước cái đã. Chừng nào cô thấy được họ như con ruột của mình á, thì chuẩn bị mở miệng ra suy nghĩ, tôi không muốn làm tổn thương con của tôi. Như vậy thì mình sẽ bớt. Nó có rất nhiều cách. Rồi một cách nữa là mình có thể cải thiện cái mối quan hệ bằng cách là mình tặng cho họ những cái món quà vào những cái dịp nào đó, tặng họ. Bởi vì khi mình bố thí, mình cúng dường, mình tặng họ một món quà đó là tự nhiên họ sẽ mỉm cười. Và khi đó cái lòng sân hận với nhau nó sẽ vơi dần đi. Thì nó có nhiều cách, thì sư chỉ chia sẻ một vài cách như vậy và mong là nó sẽ giải quyết được cái tình huống của cô. Còn về lâu dài đó
thì cô phải tu tập tâm từ thôi, nhưng mà không phải ngày một, ngày hai. Và đến cái đề mục tứ vô lượng tâm thì sư sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Rồi sư cho con hỏi thêm một câu cuối nữa là cái môi trường con làm việc á, là cái người mà như sư nói hồi nãy là cái giới tính không có rõ ràng á, thì con phải làm chung một cái môi trường như vậy đó. Nhưng mà con thấy cái tâm của họ đó nó rất là kỳ cục, mà nó như thế nào đó. Nhưng mà mình thì mình cũng khống chế cái tâm mình, nhưng mà con thấy giống như mình bước vô cái môi trường mình làm việc mà có nhiều người như vậy đó sư, thì sư dạy dùm cho con được rằng là ứng xử của một mình là một cái người Phật tử với cái người đó, tại vì họ cái cách nói, cái cách sống và cái cách nói chuyện của họ đó, thì theo con nhận định được ở xã hội này, thì con gặp người nam và người nữ thì cũng không có cái tâm đó. Nhưng mà khi con làm việc chung với cái người ở cái giới tính thứ ba đó thì con thấy nó rất là kỳ cục, mà nó sao sao đó. Thì sư dạy dùm con được là để ứng xử với cái người như vậy là con phải làm như thế nào nữa. Thì nói về mặt tâm lý đó, thì những người có cái sự khiếm khuyết về mặt giới tính như vậy thì họ sẽ có một cái sự tự ti, tự ti nhất, mặc cảm nhất định phải có thôi, về mặc cảm về xã hội và mặc cảm về chính bản thân họ. Và chính vì họ có sự mặc cảm á, thì họ sẽ có phiền não. Và khi họ có phiền não thì họ sẽ có cái nhu cầu chuyển cái phiền não đó cho người khác. Có nghĩa là mình không được hạnh phúc thì thấy người khác hạnh phúc là mình khó chịu. Họ có cái nhu cầu đó, nhưng mà sư không nói là tất cả, nhưng mà một số là như vậy. Rồi nói về cái mặt phước đức á, thì phải công nhận là nếu như đủ phước, nếu đủ phước thì chúng ta có thể sanh ra là một người có giới tính hết sức rõ ràng. Cho nên á, như vậy là chúng ta đã có một cái sự khiếm khuyết về phước. Và khi mình hiểu được như vậy đó, nên nhìn họ bằng cái tâm bi, có nghĩa là thương, hiểu và thương. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được họ, cái nghiệp họ phải như vậy, cái tình trạng tâm lý, cái môi trường sống họ phải như vậy, mình thương được họ thì mình mới bớt sân hận với họ và mình có thể thông cảm được với họ. Còn khi mình không thể hiểu được họ thì mình không thể thương. Rồi một cách nữa đó là hãy nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mình có nghiệp của mình và họ có nghiệp của họ. Vì họ có cái nghiệp của họ cho nên họ mới có cái cách ứng xử như vậy. Hiểu như vậy thì tự nhiên mình có thể bỏ qua được cho họ. Và đó, nếu như họ làm cái chuyện gì bất thiện, không tốt với mình đó, mình không cần phải phản ứng lại với họ, tự cái nghiệp nó sẽ giải quyết họ là xong. Rồi trong kinh 38 Pháp Hạnh Phúc, Đức Phật có nói đó, sanh ở trong một cái xứ nên ở là hạnh phúc cao thượng. Có nghĩa là mình sống ở cái nơi mà không có phiền não, đó là hạnh phúc. Thì nếu như mình có thể thay đổi được cái môi trường á, cái môi trường sinh hoạt của mình, thì mình nên thay đổi. Nếu thay đổi được thì nên thay đổi. Bởi vì đó, con voi đó, nó có thể bơi được, nó có thể đi xuống sông được, nhưng mà con thỏ nó không làm được chuyện đó. Mà người ông bà mình có câu là yếu người đừng có ra nắng. Mình nhắm mình chịu không được thì thôi, mình nên tránh cái trường hợp đó đi. Đó, có những môi trường không thích hợp thì mình nên bỏ đi, không cần phải ở. Rồi nếu như mà mình không thay đổi được cái môi trường mà mình đang ở đó, thì mình bắt buộc mình phải thay đổi cái cách nhìn của mình đối với cái những cái người ở nơi đó. Chứ nếu như mình không thay đổi được nơi ở, mình cũng không thay đổi được cái cách nhìn, thì tự nhiên cái cuộc sống của mình là một cái sự cực hình. Dạ, bạch sư, sư cho con hỏi, hồi nãy con có nghe sư nói là hiểu và thương, thì con lại nhớ đến cái câu này,
Thì Thiền sư Nhất Hạnh cũng dễ hiểu và thương, nhưng mà con đang hỏi là ở đây khi mà những người Phật tử như chúng con á, là mình mới ở cái mức độ là ví dụ như là ai đó người ta làm một cái gì đấy, ngay lúc đó mình chỉ kịp thấy là tự nhiên mình sân lên, ví dụ như là mình giận nên mình nóng mặt, người ta nói mình cái gì đó mình quê ví dụ thế, thì mình nóng mặt lên, nhưng mà mình kiềm chế được là ở cái chỗ là mình biết kiềm chế, mình không nói năng gì cả. Nhưng mà phải rất lâu, tức là trong cái thời gian mà người ta nói đến cái lúc mà mình lặng im đấy, nó cũng phải mất vài phút, hoặc là cũng tức là nó phải có một cái khoảng thời gian để cho mình suy nghĩ, và lúc đấy mình mới quán, thì mình mới nghĩ rằng nhiều khi con nghĩ rất chí phèo, con nghĩ là ô thôi họ không hiểu thôi, mình bỏ qua đi, mình đừng có giận họ, tại vì nếu mình giận thì giống như mình lại bắn thêm một mũi tên nữa vào chính mình. Thế thì để cái khoảng thời gian như thế để mình quán, để mình bỏ, tức là đến lúc mình thương được người ta ấy, thì nó phải mất một cái đoạn rất là xa rồi, mà để tự mình trấn an mình. Thì mình, con nghĩ là không biết là ví dụ như các vị mà họ tu cao rồi ấy, thì các vị có thế không, hay là ngay lúc đó là các vị đã thấy thương ngay rồi, mà như mình như thế thì mình phải làm như thế nào để mình, rất nhiều khi mình đã cố gắng lắm rồi nhưng mà mình chỉ kiềm chế ở cái mức là mình không nói năng gì cả, mình lặng thinh về để mình quán, mình ngẫm. Thế thì con không biết là từ cái đoạn mình đến các vị mà các vị tu rồi thì con không hiểu là nó còn phải là xa đến đâu, và họ phải tu như thế nào, mình phải làm sao để bắt chước được họ. Thì tự nhiên cái sự nhớ đến một cái câu chuyện như thế này nè, là có hai vợ chồng bạn của cô ruột sư, thì có lần hỏi là bây giờ hai vợ chồng nóng quá mà hay cãi nhau rồi chửi nhau, thì bây giờ làm sao để bớt. Thì cô ruột sư chỉ nói một cái đơn giản là bây giờ nếu như mà nóng quá đó, tức ông chồng quá đó, đi vô múc một cái ca nước ngậm ở trong miệng 3 phút rồi nhổ ra là xong. Nó chỉ là một cái cách mẹo, có nghĩa là ngậm nước trong miệng là mình không có chửi được, và cứ như 3 phút là tự nhiên là nó trôi qua cái giai đoạn mà nó cao trào nhất, là tự nhiên mọi chuyện nó êm xuôi. Thì nó có rất nhiều những cái cách để mà mình tránh đi cái giai đoạn mà cái tâm mình nó mãnh liệt. Và giỏi hay dở, nhanh hay mau là tùy thuộc vào cái việc là ngày thường á, ngày thường mình tu nó tới cái mức độ nào. Nếu như mà ngày thường mình kém tu á, thì vào cái giờ phút đó mình không kiểm soát được. Nhưng mà nếu như mình tu được kha khá đó, thì mình có thể kiểm soát được một chút. Tu được giỏi hơn thì mình có thể kiểm soát được nhiều. Tùy mình thôi à. Cái đó là tùy coi cái nội lực của mình á, mình tu được bao nhiêu thì mình sẽ kiểm soát được bấy nhiêu. Nó giống như một anh lực sĩ, anh có thể khiêng được 100 kg, thì một cái xe đựng 20 bao gạo thì ảnh đi chừng vài bận là ảnh khiêng xong. Nhưng mà một cái anh thanh niên bình thường á, khiêng 50 kg lật lè lật lội thì ảnh khiêng cũng bao nhiêu đó bao gạo, mà có khi cả ngày ảnh khiêng chưa xong. Nói như vậy, tùy theo cái năng lực mình tu bao nhiêu thì mình sẽ hóa giải được bấy nhiêu. Sư thì sư, đương nhiên là sư vẫn lặp đi lặp lại, sư không có chứng đắc cái gì hết, nhưng mà sư có một cái kinh nghiệm như thế này. Là nếu như mà quý vị tu hành á, có chánh niệm, thì có những lúc ví dụ như những cái cơn sân nó nhỏ, sư không nói sân lớn, những cái cơn sân nó nhỏ đó, thì ngay khi mà mình nhìn thấy cái sân, sân nha, sân, cái sân nó biến mất. Cái sân nó biến mất, thật sự là như vậy. Tại vì đó, khi mà mình chánh niệm, mình ghi nhận đây là quán tâm trên tâm á, trong tứ niệm xứ quán tâm trên tâm, mình biết được đây là tâm sân. Khi mà mình biết đây là tâm sân thì đó là tâm thiện ha. Và khi có tâm thiện thì tâm bất thiện nó vắng mặt. Tâm thiện có mặt, tâm bất thiện nó vắng mặt. Và tự nhiên lúc đó không còn sân nữa. Còn đối với những cái lúc mà nó sân nó lớn hơn á, thì khi mình quán xét như vậy,
có thể là quán tâm trên tâm cũng được, hoặc là mình tập trung vào cái đề mục thiền, chẳng hạn như đề mục thiền Kasina, hoặc đề mục thiền tâm từ, hoặc là đề mục thiền niệm Phật, một bất kỳ đề mục thiền nào đó mà mình rành á, thì khi mà mình tập trung vào đề mục thiền như vậy, đó là tâm thiện. Khi đó máu nóng trong người mình có chạy đó, cái gì hô hấp mình hô hấp dồn dập, rồi cái máu trong người mình nó có chạy rần trong người đó, đó là phản ứng của sinh lý. Nó giống như cái xe mà nó còn trớn thì nó phải lướt đi một đoạn nữa thôi. Đó là phản ứng sinh lý của cơ thể. Nhưng mà cái tâm của mình khi mình tập trung vào đề mục thiền rồi, khi đó cái sân nó vắng mặt. Cái định của mình nó mạnh được bao nhiêu thì nó sẽ kéo dài cái tâm thiện được bấy nhiêu, và mình sẽ cắt ngắt được cái tâm sân đó bấy nhiêu. Chỉ còn cách đó thôi. Chứ còn nếu như mà mình không tu gì hết mà mình cứ đòi là diệt được tâm sân thì sư chịu thua. Giống như có một anh ngày hôm nay anh hỏi sư là làm sao để cho có một người mà học dốt, học dở, hoặc là một anh thợ mà kém, mà một cách nhanh nhất có thể trở nên là một học sinh giỏi, hoặc là một anh thợ giỏi tay nghề, hoặc là một người đang học đạo mà kém á, làm sao họ chuyển sang họ học giỏi. Thì sư nhớ Ngài Giác Nguyên, Ngài nói một câu rất nổi tiếng: uống thuốc chuyển kiếp, qua kiếp khác thôi chứ không còn nói cách nào nữa trơn á trời. Cho nên á, phải tu, nỗ lực tu từng chút một, thì khi đụng chuyện mình mới hóa giải được nó. Thôi quý vị chắp tay hồi hướng ha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo.
idam me punyam asavakaya vaham hotu idam me punyam nibbanasa pacayo hotu mamam punyam pagam sabbasattanam dhima sadhu sadhu sadhu.